Sau 27 năm nghiên cứu, bộ chữ Việt Nam song song 4.0 kết hợp từ chữ Việt nhanh và ký hiệu dấu của hai tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đã chính thức nhận được giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền Tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mới đây, anh Lâm đã chính thức công bố toàn bộ nghiên cứu của mình đến độc giả trên toàn quốc. Tuy nhiên, bộ chữ cải tiến này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhiều ý kiến tỏ ra phản đối gay gắt, không công nhận chữ cải tiến và cho rằng nó quá phức tạp, rắc rối. Độc giả L bày tỏ, tốt nhất là nên giữ nguyên chữ quốc ngữ đi. Tôi không đồng ý với cải cách chữ viết. Hãy cứ viết đúng chữ của ông cha ta và học thêm tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài là ổn. Tại sao phải học thêm một thứ chữ mới trong khi chữ cũ đã quá ổn? Điều này có cần thiết không? Trước những tranh cãi của dư luận, anh Kiều Trương Lâm cho biết, mình đã đọc qua các bình luận. Khi công bố nghiên cứu, mình đã dự đoán được sẽ có những phản ứng và cả tích cực và tiêu cực. Mình nghĩ để đánh giá chữ Việt nhanh song song 4.0 một cách khách quan, độc giả cần học qua, ứng dụng thử để xem nó có hay hay không. Như vậy mới có thể đưa ra nhận xét đúng, anh Kiều Trường Lâm chia sẻ. Tác giả chữ Việt nhanh song song 4.0 cũng cho biết, có rất nhiều độc giả từng chỉ trích nghiên cứu của anh. Nhưng sau khi được thuyết phục học thử chữ mới, họ đâm ra thích thú, rồi trở nên say mê. Có độc giả học đến đêm, học thuộc lòng công thức và thường xuyên nhắn tin trao đổi với anh bằng chữ Việt nhanh song song 4.0. Anh Kiều Trường Lâm chia sẻ, trong thời gian sắp tới, dự định là khi hết dịch Covid-19, anh sẽ mời chuyên gia của Học viện Ngôn ngữ học thẩm định nghiên cứu của mình. Theo anh Lâm, một công trình nghiên cứu cần có ý kiến từ chuyên gia, sau đó tự khắc nó sẽ có bước tiến.